Hai anh em mình đang có mặt ở một cái quán cà phê và bên cạnh mình đây là nhiếp ảnh gia anh Nhật Hùng. Hôm nay thì tụi mình sẽ trao đổi một chút về Canon đi ha. Tinh tế từ khi mình làm tới giờ hầu như là rất là ít video về Canon, và hôm nay gặp được gọi là KOL của Canon. Gọi là KOL đúng không Chắc cũng anh chỉ là một người, một fan hâm mộ Fan Canon và hâm dùng máy mộ Canon Canon đi. nhiều thôi. Dạ. Ok anh. À, Vậy cảm thì ơn em đã mời anh một buổi cà phê buổi sáng, không khí lạnh rất là chill ha. Rất là cảm ơn em để mình trao đổi về một cái ống kính mới Canon. Ok, một cái ống kính mới của Canon, bật mí với anh em luôn là đó là cái ống kính 135. Anh Hùng nói là nó là hoàng đế chân dung hả anh Hùng? Anh gọi là hoàng đế chân dung. Hồi xưa khi mà anh chuyển qua dùng Canon á, mua được cái lens 85 1.2 Canon là một niềm vui lớn. Thì cái lens đó được cái fan Canon á cho làm cái lens huyền thoại chân dung. Có nghĩa là nó sẽ là một cái lens tối ưu đi chụp chân dung. Nhưng mà khi anh đi chụp chân dung với cái lens 85-1.2 lần đầu tiên mình mua được, mình rất là vui, rất là mừng. Nhưng mà khi anh chụp 85-1.2 á, khi mà em chụp nửa người hay là chụp chân dung từ ngực đến tới khuôn mặt á, thì nó rất là đẹp. Bokeh thì nó xóa phông mịt mù rất là đẹp, nhưng mà khi anh chụp headshot đó, chụp những tấm cận cảnh đó thì anh thấy nó có một cái độ méo nhất định, nó làm cho khuôn mặt mình nó bị giãn ra. Tại vì một số bạn bè anh hay là những người chụp thông thường đó, thì nhiều khi họ chụp cái chân dung ở cái góc độ sát khuôn mặt đó, họ sẽ có thể là mình nghĩ là cái khuôn mặt người ta ở cái góc độ chụp như vậy, nhưng mà anh là học về hội họa, có thời gian anh cũng mê kiến trúc nữa, nên anh học về giải phẫu cơ thể học á, thì khi anh nhìn một khuôn mặt, anh nhìn trên cái xương sọ, cấu tạo xương sọ khuôn mặt, những cái shape, sống mũi, những cái gò má, xương hàm nó tạo khuôn mặt, thì khi anh chụp 85 ở một tiêu cực gần là anh thấy liền, anh thấy ồ nó bị biến dạng khuôn mặt rất là nhiều luôn. Nên anh phải đi tìm cái lens nào đó mà nó tối ưu chụp chân dung. Nên lúc đó anh nghĩ là ở tiêu cực 85 chụp chân dung đẹp, nhưng mà đối với anh nó cũng chưa có đã, nó cũng chưa có hài lòng lắm. Anh để đi tìm cái tiêu cự nào đó để mình chụp chân dung tối ưu nhất. Thì em cũng biết á, ở Canon á nó có cái thế mạnh về lens 85. Tiêu cự 85 Canon rất là mạnh, có những ống kính mở f1.2 đúng không? Nikon cũng có, thời điểm chụp phim mình chụp Nikon chủ yếu, nhưng mà Nikon nó lại mạnh về tiêu cự 105. Đúng rồi. Trong khi đó em thấy Canon nó không có làm cái lens nào 105 hết. Nên cái bước tiếp theo anh đi tìm là anh phải nhắm tới lens 135. Thì cả thế giới này thường cái lens xưa giờ lens 135 nó chỉ mở f2.0 đa số, và Sony là người đầu tiên làm cái lens 135 mở f1.8, còn 1.8 thì Master. Gần đây thì có Sigma, nhưng mà khi mà 135 RF của Canon ra là nhờ cái máy ảnh mirrorless, cái ngào ống kính nó to hơn, nó mở được đến khẩu 1.8 nên rất là thích. Tại vì ở cái tiêu cự 135 khi mà em chụp headshot đó thì cực đẹp. Dĩ nhiên nếu em chụp ở tiêu cự 200 thì nó sẽ đẹp hơn nữa, nhưng mà ở tiêu cự 200 em đứng xa người mẫu quá. Em không thể nào giao tiếp người mẫu, thì cái phần giao tiếp người mẫu là một phần rất là quan trọng. Đúng rồi, để em lấy cái hồn. Em thấy phần dùng đó rất là quan trọng luôn. Mình phải đứng gần. Nhưng mà 85 mình đứng được gần nhưng mà nó lại bị méo khi mình chụp headshot. Nên tiếp theo 85 tiêu cự 105 tính là một cái tiêu cự mà những người say mê chụp chân dung, say mê đặc tả khuôn mặt, đặc tả ánh mắt, sống mũi đôi môi thì phải nghĩ tới cái lens 135. Thì khi em chụp chân dung cận cảnh nó 105 nó ra một cái khung ảnh rất là đẹp. Ví dụ như người mẫu nhìn vào ống kính đó, thì em chụp 135 sẽ thấy giữa người chụp người mẫu nó có một sự liên kết rất là gần gũi. 85 cũng chụp được, nhưng mà cái người mẫu và người chụp nó hơi xa một chút xíu. Nhưng mà cái tiêu cự 135 nó có cái khó là cái góc nó hơi hẹp á, nên em chụp em phải di chuyển, em phải tìm đúng góc. Nếu một người không có khó khăn về kinh tế thì anh thấy có thể có cái lens 135 và 85 tùy trường hợp em chụp. Nhưng mà một người ví dụ như mà mua máy để dành tiền chắc chiêu, phải chọn cái lens nào tối ưu, không có mua được nhiều lens, thì dĩ nhiên lúc đó 85 sẽ là tiêu cự mà em chọn mua trước tiên. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà nếu mà em là một người say mê chụp chân dung
thích chụp chân dung đặc tả thì 135 được nó lên, nên anh mới gọi là hoàng đế chân dung, mình gọi vui thôi. Yeah. Mình phong cái tên cho mấy cái len cho vui là 85 hoàng hậu thì 135 là hoàng đế, thì một cái len nếu mà em say mê chụp đặc tả chân dung thì em nên có để em trải nghiệm. Con này bao nhiêu tiền anh Hùng? Trên các trang bây giờ để giá là 75 triệu. Thì len 85 1 2 RF lúc mới ra anh mua cũng khoảng 70 triệu. Nhưng mà sau thời gian thì bây giờ cái len 185 RF 1 2 bây giờ nó cũng khoảng còn lại khoảng 60 triệu. Nên nghĩ cái len này mới ra nên cái giá nó hơi cao một xíu, là 75 triệu đúng không Hùng? 75 triệu. So với cái 135 mới Lena của Nikon cũng là mở 1.8 luôn thì mình thấy cái len này nó có nhẹ hơn và cái body của nó nhìn nó cũng thon gọn hơn cái Lena mới của Nikon. Và bên trong em đếm thì cái lá khẩu của nó cũng không nhiều bằng 10 lá khẩu anh không? Anh thường len okay. Xem cái thông số chi tiết anh để trải nghiệm thực tế mà nó nhẹ mà nhìn nó thon nó gọn hơn. Em nói đúng á, anh có một chi tiết á là anh cầm hai body R5, một cái gắn 85 một cái 135, thì cái 135 này á chụp nó thoải mái lắm. Rất nhẹ luôn. Đúng rồi, nó nhẹ. 135 hơi to nó nặng quá trời luôn. Mà gắn lên body của con R5 này em thấy nó cũng vừa phải nữa. Nó hợp lý, nó nhẹ nhàng. Nói chung cho nên một set cũng lý tưởng để chụp chân dung đặc tả headshot. Dạ. Cái này anh Hùng đi chụp nhiều chưa hay là anh mới cầm? Anh cũng mới cầm khoảng một tuần, nhưng mà anh cũng vừa đi làm công việc, anh cũng chụp được khoảng 1-2 con set. Dạ. Trong tuần này anh sẽ tiếp tục chụp để anh trải nghiệm cái lens này, nhưng mà anh đã chụp những bộ dài rất là tâm đắc. Dạ. Mà nó hơi lạ là thường em đi test lens là em sẽ chụp ảnh màu trước phải không? Dạ. Đặng em xem cái màu sắc cái len nó nhận thế nào, nhưng mà cái bộ áo dài này á, anh đã ấp ủ từ lâu, là anh test cái bộ R5 và 135 này anh chụp áo dài mà anh sẽ chuyển thành trắng đen. Nhiều người cứ nghĩ là ảnh màu và trắng đen chỉ bằng một nút bấm, em lên process em bấm một cái là chuyển thành trắng đen liền. Nhưng mà đối với anh á, trắng đen là một cái thử thách cho cái bộ ghi mà em đi chụp á, vì nó sẽ thể hiện hết được tất cả những cái dynamic mà cái tấm hình nó nhận được. Dĩ nhiên người dynamic range, cái thông số mà người ta quan tâm trên cái máy ảnh đó, thì do cái body nó sẽ tạo nên, cái sensor nó sẽ nhận lại, nhưng mà cái lens nó phải có phẩm chất của nó đúng mới giữ được cái dynamic range đó. Tại vì mình, thì sao có cái lens 85 mà giá 5 triệu mà có cái lens 85 giá 50 triệu? Nó khác nhau chỗ là cái phẩm chất của body nó giữ được chất lượng tấm hình đó, thì cái lens nó sẽ giúp cái body giữ được toàn bộ cái phẩm chất của tấm hình mình chụp. Với nhiều người quan niệm là cái dynamic range, cái chất lượng tấm hình là chủ yếu là do body tạo nên, cái lens chỉ là phụ, nhưng mà anh nghĩ cái lens nó cũng còn quyết định để giữ lại những cái gì cái body làm nên, thì nó rất quan trọng. Nó mới có chữ chênh lệch giá gần gấp 10 lần. Thì cái bộ hình anh chụp đầu tiên cho R5 bằng 135 này, anh lại chuyển toàn bộ trắng đen. Anh rất bất ngờ cái chỗ là cái dynamic range tấm hình chụp trên cái bộ ghi này nó giữ lại cực kỳ tốt. Thậm chí có những tấm hình tấm hình trắng đen em á, em nhìn á, người ta nhìn là bấm một nút monochrome là chuyển qua, nhưng mà tấm hình trắng đen của anh chụp, anh tạo đến từ 4 đến 6 adjustment layer để anh chuyển, để anh xem anh có thể anh chuyển từ cái shadow anh chuyển thành highlight, thậm chí từ highlight anh chuyển thành shadow trên cái tấm hình anh chụp, cái bộ hình nó vẫn thể hiện tốt. Nghĩa là cái dynamic range của cái file hình này nó nhận từ cái bộ ảnh ghi này là cái chất lượng của cái lens này nó cực kỳ tốt, nó giữ lại toàn bộ những cái thông tin trên cái file ảnh. Nên em có thể em xem cái hình, anh sẽ đưa anh xem một vài tấm bộ ảnh áo dài, anh rất hài lòng. Rất hay quá. Để cho anh em tinh tế cũng xem, em sẽ bỏ vào clip, em sẽ bỏ vào bài viết. Chắc là em sẽ quay chi tiết hơn cận cảnh cái chiếc lens này và xin một vài tấm hình của anh Hùng để cho anh em tinh tế có thể theo dõi kỹ hơn về cái chiếc lens. Cảm ơn anh Hùng. Rất là hân hạnh. Cảm ơn em.